đón xem phim Hollywood cuối tuần trên Today TV. Cuộc chiến sống còn giữa người và quái vật. Quái vật không gian. Một âm mưu ám sát nhằm vào tổng thống. Sát thủ. Đây là trạm điện thoại còn hoạt động duy nhất trong thành phố New York. Không không, đừng. Hãy đưa họ khẩu súng. Bắn đi. Bùm, điện thoại. Con đường diệt vong. Cô ấy là nhà tiên tri, có khả năng nhìn thấy tương lai. Liên minh giữa các bộ tộc là cần thiết cho sự tồn tại. Vu bò trạm. Quá trễ rồi, ra khỏi đây đi. Một viên trong sáu lỗ đó, cô gái đâu? Cả 7 năm. Những vụ mất tích bí ẩn. Người duy nhất dám bất chấp tính mạng đương đầu với bọn bắt cóc, đó chính là người đỡ đạn. Đón xem phim Hollywood cuối tuần phát sóng vào lúc 21 giờ trên Today TV.